giang ở mình cái dần rơ mở lá ini pri đã nhầm mà gam cái dần rơ mở lá si hiệu đền đu lá giang gần rơ tứ phủ ghế trần rơ lầu dớ tam alaka si ngồi đền đò đi cái lăn là đền suối mỡ đu thánh mẫu thượng ngàn ani hóa nách suối mỡ âm pa tờ tần bắc giang pe dết kê sổ chết gùng tần pe dết tùl mơ gùng char bar sinh pe ri bà nát đông bắc giá dần tus đò chào nách cơ tuổi gó bà ta niam mrit đùl ani biên đạ tờ lir bơ cơ bà nầm bri đạ chất nạ lá gùng dít quét tờ que chất chó đạ bật dĩ đền suối mỡ chào nách găm gít tay rớ té niam bì đấu đồng quân chùa hòn trứng chùa hồ bấc mơ bộ tròi xoan làng quần ngựa mơ té thùm lùm ở mình ghé xin rơ miang bri đạ niam tạm suối mỡ gấp găm ghé xa rớ bếp xa bậc cá a lá bòn đò tì bim bara pram màu con ong rơ bột hai nhộn ăn tắp còn ngòn mơ trọ bánh tăng ha còn eri bờ cá là ngột. Bắc Giang là một tỉnh miền núi giáp với châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, là một vùng đất có nhiều cảnh đẹp và Bắc Giang là đùa trà vân nằm rịp mơ châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, là đùa ấn ý ụ ghê rớ bì đà niềm mân tì liều tà lờ gạt, tâm hớp bà cập tút, tây yên tử, ghê á lá ấn ý tì liều đồng niềm, mơ rụp niềm, gá sườn tây, ấn ý vân nằm yên tử Bắc Giang, cung vi bà ta niềm, tâm ấn ý hóa nách suối mỡ, ở mình bân đơn á lá rụp niềm, mà tâm đò, gầm ghê rớ ngành bà ta nhằm, cơ túp tút ở ní xã Nghĩa Phương con họ Lục Nam, tràn Bắc Giang, bát ở đơn Bắc Giang, bây dứt cây sổ, rì bà nát Đông Bắc. Suối mỡ hò gụt đàn hòn, bà nầm huyền đinh yên tử, tia ghê rớ lèng đít lèng đơn. Và mờ rớ ở ní bàn chiên đù bà ta nhằm, lá nụ chào. Ani hóa nách suối mỡ ghé xin là đồ ani niam ghé chừng rơ tầm Bắc Giang té tơ gum giàu lâm niam đà lơ gar balmơ đền thượng đền trung đền hạ đú thánh mẫu thượng ngàn mơ đền trần triều sau hành trình một ngày khám phá vẻ đẹp hồ Cẩm Sơn. Phúc cũng đã về đến khách sạn Suối Mỡ tại ngã Ba Dùm. Tăng cơi đủ ngày, xin ra miang và tàn nhằm đã Cẩm Sơn. Phúc nế rì tút hiểu bích Suối Mỡ, tam xa nắp bè dùm. Đó là đùl ân ý nhằm tam xã Nghĩa Phương con hòa Lục Nam trở Bắc Giang. Giờ đó hè gú ở đú nợ Việt. Hè gú ở đú tầng pram. Ô yàl bình a lá ở đú tam hiểu bích, tam Lục Nam. Ghế hiệu bích phàm tân ơi ở kinh pin hiệu bích suối mỡ tầm Lục Nam Bắc Giang nam bị đò tầm đò ghế đỡ đú dớ ở lá tầm đò ghế pram chết ở đú tầm đò ghế ở đú pơ ở hiệp bò ó ghế pè khả ở đú đơn ở đú yô mỡ ở đú pal giờ đó ở đủ bi giá đỡ tôi đó là pon hàng pramjet bồ đồng mình pon hàng pramjet bồ đồng gửi lá đó là đồ ấn ý rịp đền rịp si đại chó ở hà là lọt ngài tay hiu bớt ó âm là rịp ấn ý suối mỡ ba đỡ hàng mét gửi hay cơ tôi lọt trường ân ngài hiệp đỡ tay nê lọt gùng ngài bớ đạ Cẩm Sơn đừng tút Lục Nam và cao niềm ngành giờ đó hay cơ tôi ra lô nem sẽ làm bol vì hớ rần đế check in Việt Nam bol đi nên lột đùl anis ghế dần rơ tầm trần Bắc Giang hớ là ani quá nách tút mơ nũ spindern suối mỡ mơ giờ to bol hè ghé mắt tầm đền hạ suối mỡ tầm xã Nghĩa Phương con họ Lục Nam trần Bắc Giang giờ to hè bal check in Việt Nam gít chân nó pa lột bal. Quý vị, giới
thiệu với khán giả trẻ Việt Nam đây, anh Lương Văn Khanh, hướng dẫn viên. Nam xá Bi Khanh, Nam xá Phúc. Palitania, châu nách chết in Việt Nam, Bi Lương Văn Khanh, La Tô Ná, châu Tị Lâm, Mơ Sinh Gà, Anita Xuân Mỡ, Tam Đo Ghét Đỡ, Hiệu Đền Hà Bi, Tam Đo Ghét Quan Đền, Bà Mơ Pe Ngôi Đền Đú, Mọ, Quế Mỹ Nương, La Châu Ghét Công, Pợ Liang, Vực Mỡ, Yun Đà, Châu Lòng Bọt In, Anita Ghét Rớ, Ngăn Bà Ta, Ghét Bàn Tàu Đi Ở, Lai Đo Đền Đo, Gờ Thít Gợi, Tân ớt to, tân cười sân năm bà rô chất bó cái đảng mờ lờ gà rà xin gà, mờ nụ ức cơn cho bòn, cho nếp bần tàu quờ lờ xì hiu đền đò, mờ lỡ tân em bì ngay đò. Chết như nào dạ, và tàu hùng định vương tớ xin, ghê tù ná còn ur mắt là Quế Mỹ Nương, ur công chúa nèm nụ ức ngăn, tú sân năm bào, ở bài bào, mà mình cơn lọt chủ cân hờ. Tạm ngay bộ sân năm bà, Quế Mỹ Nương, Gúp Nâm Huyền Đình Cân Hờ. Sân y gó đu tớ chal gấp bút bàn. Rập bột khai yun tús liang mỡ đó. Tố mộ tầm đó, Quế Mỹ Nương. Né ai pram bộ còn dân hay đi. Đừng ân tìl đăng lú. Mơ á lán tìl dân đó. Né phần chiên á lán nhòn đạ hò. Các con xá công chúa Quế Mỹ Nương. Chào bòn nế hỏi xóa mắt là mỡ, ha cầm hỏi là đạ mẫu. Mơ lớp pe nâm ngồi đền, đần đú dắt đạ chó, mơ đú ur thánh mẫu thượng ngàn. Vì khanh, ô gó bà nát nè, ghê tù lợi ní nèm ngàn, hè tú sớ đi ở. Ơi tên giả phúc, đó là hậu cung si đền hạ. Tâm đo đú thánh mẫu thượng ngàn Quế Mỹ Nương. Sì bồn đò bà lớ đi ở khanh. Đò là bồn bà. À lá sì dòng đò là dòng nhau. Bó nằm dòng đò ghé ai vớ đền nhau. À lá sì dòng đò nơi dí rau. Sì danh tiền bái ghé xìm bồn cùng nhau rau. Vớ cháu nế ân à lá bồn bà đò. Hè mút dô tài tầm đà làm giờ. Ơi tên giả. Tú lây đừng bồn đò ghép bờ. Tú lây đã là gà ghép rõ tường. Đền đò ở ghép bờ, tạm ngay tù cân hệp âm lịch. Là ngay hội đền suối mỡ, từng các quân mọ Quế Mỹ Nương. Bồn đền đò, chào bờ đừng á lái chọc gà bòn, á lái chọc gà tạm bòn tút chùn hù. Mơ rõ mọ Quế Mỹ Nương. Tốt đo đừng ghi tay rớt bà ta niêm Việt Nam hay đi ân ngài khanh, ngày đó bi Lương Văn Khanh nét tâm bạ, chào nách chết in Việt Nam in ghi tốt si đền hạ, găm giờ đó hay là ghi tay á lát si leng đạ niêm tầm lục nam Bắc Giang. Rơi đền hạ, chúng tôi bắt đầu khám phá vẻ đẹp huyền bí của khu du lịch tâm linh sinh thái suối mỡ. Tốt với đền hạ, vô hì, lọt xin ghi tay. Anh ý nèm dắt nũ spindern suối mỡ, cha dần tút suối mỡ, bà ta trở hợp bớt đắp mắt trâu nách gó, hơi là đã sàng hò quét rò que. Bà gá đã chó là a lá tôm chi tờ lir. A lá bình âm đò, ghé rớ ngăn tôm chi tờ lir, dớ a lá gơ kis bàl, bình riêng đù bà ta kis nèm sàng. Dắt nguồn quét rò que gú tút đại chó, cho nách tòm a lá tìl, vì đấu đồng quân. Chùa Hòn Trứng, chùa Hồ Bắc, Đình Xoan, Bãi Quần Ngựa, Mơ, Leang Thùm Lùm. Leang Thùm Thùm là đồ leang rít sân lau dứa, leang quách cha đăng xá, đồ nâm ào bọ, bì ghét trũ bớ hạ đăng trộ. Nhá hạ đăng bộ leang, hè cơ tui gó làm dứa, ân ý tầm đò. Mơ lỡ hệ in gó, nèm nũ sân ngăn. Ở gấp xá tú mà hè lọt tút a lá anh ít đền chắc chân Việt Nam đừng gó và ta nhám nhút dầu bớ a lá si bên nằm mơ nên là clo sắp đã gờ hò hồng phúc gó bị gánh hợt tâm đồ anh ít nhám ngăn đi lan và ta nhám
bơ xì bằng lú mơ bà ta nèm đã cho suy mỡ lục nam lơ bơi hệ in gó nèm ngành. Bạn vừa có thể cắm mình trong làng suối mắt trong, lại vừa được ngắm nhìn những bức tranh kiệt tác của thiên nhiên vô cùng. Hè găm của tuổi trăm xá, tam đà mờ rịt, mơ xin ra miang, à lá rụp rì đà nèm. Bà mơ bà ta nèm, à lá xì lèng, à lá hiệu đền, chi bri, à ní hóa nách suy mỡ, găm ghế bà ta nèm. Tam xin hòn đà suối mỡ đo là đùl bóa lỡ nèm cần ghép bằng chiên đùl ấn ý nèm đơn bên ca ta nèm tay ấn ý suối mỡ lọt gan xì vàng tít cho nách tút mơ đền chân chiều đo là té đu tự đức thánh chân gutar ấn ý to ngày giàu hưng đạo vương trần quốc tuấn né tật gồm a lái châu linh đơn tầm trá linh nguyên mong bơ ải chi lăng đơn lỡ tôm vạn kiếp mờ lỡ dày tút thằng lòng đơn cá tút con xá cho lòng vò nơi lỡ đền trần chiều tút mờ anh ý nụ spin đơn đã suối mỡ hè găm ghét tầm rài tầm bà ta niêm tầm hớ pal cập tút a lá chợ ở đó thèn vì hớ là ngày đo trên in Việt Nam và chất giả gấp xá tút mờ đền dùm Hồng Phúc có A Lá Châu Nghệ Nhân, tầm câu lạc bộ ở Đó Then, tầm xã Nghĩa Phương, con hòn Lục Nam, Trần Bắc Giang. Nem xá A Lá Bi xó A Lá Phanh, Châu Tây đi ở. Ơi, tôi lấy đừng hè xó A Lá Phanh bị đò. Tôi lấy ghế bờ dùm, lọt cân hờ, đừng bồ hì xó phần con trâu. Tầm hiu, ghen trổ măng xót tôi lọt tập. Ô tút mơ Lục Nam, ô có tam suối mỡ đo niềm ngăn mà nên là châu đớt là làn điệu ở đó then cho tay tầm đo niềm ngăn gực rây mờ á lá then cho con tròn tay sơ ở bị thủy ở đó then ghế rớ ngăn làn điệu then đo là ở đó then cho tay gặm ở đó then cho nùng mờ á lá bột con tròn tay ở sơ lá bi ở đó chợ pơ mờ châu nách mờ tờ nách châu cần ghét ở đó vì pơ bơ hiệu tân giả vì rì suối mỡ đừng lo sắp ở đó. Chứ đó là nghệ nhân tầm câu lạc bộ ở đó then xã Nghĩa Phương gần ở đó check in Việt Nam mờ ít chợ dạ bi rì suối mỡ. Dòng suối mát lượn quanh lưng đồi đầy từng đôi trai gái hai chùm hoa xím tím chào làng ngồi. Ngọt ngào lời em hát vang xa, tiếng hát em mang âm điệu cây đàn, nhịp đàn lắng muôn ngàn lời ca, là tiếng đàn tính quê em. Cây đàn tính quê em mơ, đã theo anh đi khắp dặm trường, trên đỉnh Trường Sơn hòa lời ca em hát. Có cây đàn tình nghĩa thủy chung ấm lòng người lời hát quê em ấm lòng người lời hát bay xa nem ngăn ân ngài Alabi ngài đó ân ngài Alabi nê ở đó check in Việt Nam in yet bài chờ ở đó then cho tay bớ câu lạc bộ ở đó thêm xã Nghĩa Phương. Mất cơ nơm là cứ tùy tiếp tay Alabi tầm dì nào đớt ngày tần ớ trước in Việt Nam. Giờ đó Alabi tân ngách giờ. Ta kinh xin ra miang rụp bì đà niềm. Mơ clo Alá điệu ở đó thêm. Tút mơ anh ý cân dụ cân hờ suối mỡ. Hồng phúc găm ghét xa rớ. Biếp xa bờ cá Bắc Giang. Mơ ngay đo phúc. Sa đồ món đặc sản hớ là con on con rồi bột mờ nài nhội tắp ngòi vì hớ là ta cười đồ ngày lọt dục cần hờn ghét rớ ngành bà ta nhằm tầm Lục Nam Bắc Giang kênh Hồng Phúc găm quy ta kênh Hồng Phúc là đồ ná châu trú xa giác ngành vì Nguyễn Tiến Dũng nem xá Bi Dũng nem xá ngay đó, ông có ghé Simon đó, chờ đó hết xa giờ. Vì cần xa,
món đò đi ở. Món đò là món bơ. Đò là món tắp ngòi trọ bánh tăng. Bánh tăng, trọ đưa ít tắp còn ngòi. Ân đưa ít si khế sạt hẳn. Hơi là đặc sản đi ở Bi Dũng ơi. Đò là món tắp ngòi trọ bánh đa. Gơ và cá ngăn. He bô si tắp ngòi si sạt khế mơ si hành. Bi kênh vẫn rất xa món bà tài ở. Bi kênh xa còn on hà là ya rai con nhộm lại giờ lấy óc bột bi in đó là hà bơ hà nhội hà nhội. Gơ bút tập ba bờ ó. Na dội đò gơ lơ hê in ở lạp. Gơ sạch rạt bờ sất xa cùng bờ cá ngăn. Minh tâm chứ nào check in Việt Nam. Đừng đồng bò hè gít kế rớ bếp xa bờ cá tầm Việt Nam. Mờ ngày đò check in Việt Nam. Gam ghép mắt tầm lục Nam Bắc Giang. Mờ giờ đò bộ bếp Nguyễn Tiến Dũng. Gam ai phúc in xa. Si còn ông robot mơn hai nhội. Bờ cá ở gần ít tay ở đá gó. Si bồ bờ cá nà lốt. Val mơ nà nhộn. Gửi lỡ hê in. Sa bờ cá bờ ngăn. Gơ là ngột, bớ si còn on. Phúc Sư Ninh là bòn pơ, cùng ghép bộ bếp chắc cho Việt Nam hè. Mời cho in Việt Nam, bờ hì al gấp in gít ala bếp xa bờ cá tầm Việt Nam hè. Văn mơ bà ta niệm ala is, anh đi hóa nách chất nũ spin đơn, suy mỡ, ala nam rịp đò, xùm dục dạ rớ trong nách, nên là ala gấp con ông xá, tút từng gít tay. Cần gít tay bà lớ check in, trap ala rụp niệm.